nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu tám giải thoát mà chẳng thấy có sở tu tám giải thoát, đại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu tám giải thoát. Nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy đại Bồ Tát tuy tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, mà chẳng thấy có sở tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ nếu khi nào Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy Đại Bồ Tát tuy tu bốn niệm trụ mà chẳng thấy có sở tu bốn niệm trụ, lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu bốn niệm trụ. Nếu khi nào Đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, thì khi ấy Đại Bồ Tát tuy tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà chẳng thấy có sở tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại Bồ Tát tuy tu pháp môn giải thoát không mà chẳng thấy có sở tu pháp môn giải thoát không, lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu pháp môn giải thoát không. Nếu khi nào đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà chẳng thấy có sở tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu năm loại mắt mà chẳng thấy có sở tu năm loại mắt lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu năm loại mắt nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu sáu phép thần thông mà chẳng thấy có sở tu sáu phép thần thông lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu sáu phép thần thông nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu mười lực phật mà chẳng thấy có sở tu mười lực phật lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu mười lực phật nếu khi nào đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì khi ấy đại bồ tát tuy tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt Đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà chẳng thấy có sở tu bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng lại cũng chẳng thấy có pháp năng thấy sở tu bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng